kết nối lòng kính ngưỡng thiêng liêng về ngày kỷ niệm Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đản sinh Phật lịch 2564 trong tâm thức của người con Phật trên khắp thế giới. Sáng nay 8 tháng 4 âm lịch, nhằm ngày 30 tháng 4 năm 2020, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trang nghiêm lễ tắm Phật truyền thống tại Chánh điện Việt Nam Quốc tự. Theo đó, sáng nay đúng 6 giờ, Chư Tôn Giáo Phẩm, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cùng Chư Trưởng lão Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hòa Thượng Thích Viên Minh, Hòa Thượng Thích Giác Tường, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Trung ương, Hòa Thượng Yoshimizu Daichi, Nguyên Hội trưởng Tịnh độ Tông Nhật Bản, Chứng minh Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản, Chư Tôn Đức Ban Thường trực Ban trị sự thành phố Quang Lâm Chánh điện Việt Nam Quốc tự tham dự. Lễ tắm Phật được gìn giữ và lưu truyền ở Thiền Môn với nghi thức dùng nước thơm ướp từ hoa tươi hoặc hương liệu tinh khiết tưới lên kim thân tôn tượng Đức Phật sơ sinh. Ngoài mục đích kỷ niệm sự kiện khánh đản của Ngài vào dịp trăng tròn tháng 4 âm lịch, nghi lễ này còn mang ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở và khuyến khích mọi người tẩy trừ phiền não, hướng đến sự thanh tịnh tam nghiệp, thực hành các điều thiện lành, đem đến sự an lạc cho tự thân và mọi người. Mùa Phật đản năm nay, dù trong giới hạn vẫn phải giãn cách xã hội, không tập trung đông người, nhưng người con Phật vẫn có thể thực hành lễ tắm Phật tại tư gia để nhận diện và tìm thấy sự an lạc, hạnh phúc của tự thân để phát nguyện tu tập. Mỗi năm kỷ niệm ngày khánh đản Đức Bổn Sư cũng là dịp để người con Phật có cơ hội quán chiếu thân tâm, để thoát ra khỏi lối sống ô trược hàng ngày, tiến đến sự nhẹ nhàng, giải thoát, không vướng bận. Với Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, lễ tắm Phật là nghi thức tâm linh truyền thống được duy trì nhiều năm qua tại Việt Nam Quốc tự. Tuy nhiên, mùa Phật đản năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam không tổ chức lễ đài tập trung. 24 Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận huyện, tăng ni các tự viện trong thành phố không tổ chức lễ đài tập trung, không tổ chức diễu hành xe hoa văn nghệ. Nhưng được Ban Thường trực Ban trị sự khuyến khích thiết trí vườn lâm tỳ ni, các biểu tượng Đức Phật đản sinh ở trụ sở Ban trị sự, các tự viện để Phật tử, bà con đảnh lễ, kính ngưỡng. Đặc biệt, tuần Phật đản tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 8 tháng 4 đến rằm tháng 4 Canh Tý, với sự chỉ đạo của Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, các ban chuyên môn trực thuộc Ban trị sự đã phối hợp thực hiện chương trình thuyết giảng online phát sóng vào 8 giờ 30 mỗi ngày và truyền hình trực tuyến lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 tại Việt Nam Quốc tự trên các website Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, bgtphcm.vn, Giác ngộ online, giác ngộ.vn, YouTube Giác ngộ TV, Fanpage Báo Giác ngộ.